Hello, xin chào mọi người. Mỹ Linh cùng với cả cả ban nhạc anh em đứng đây, đứng đằng sau đây. Đang chuẩn bị để tập luyện cho cái buổi biểu diễn ở Mây Lang Thang tại Đà Lạt. Và đây cũng là lần đầu tiên Linh hát với Mây Lang Thang ở tại Đà Lạt. Đang rất là hồi hộp trong một cái khuôn viên rất là đẹp, toàn màu xanh như này. Và bọn mình mời cả chuyên gia âm thanh từ Hà Nội vào, là Nghĩa kia và Sỏi, cùng với lại anh Quân, là anh Bình, anh Huy Tuấn, anh Hà, tất cả mọi người đang rất là hồi hộp cho cái buổi biểu diễn ngày hôm nay. Hy vọng rằng là tối nay trời sẽ không mưa. Lâu lắm rồi thì vào Đà Lạt chơi cũng nhiều, nhưng mà vào biểu diễn thì lâu lắm rồi ban nhạc và Mỹ Linh mới được vào đây. Thì bao giờ thì cũng rất là vui khi đến một thành phố đẹp như này và được biểu diễn cho những người dân Đà Lạt xem, rất là vui. Thì đây cũng là lần đầu tiên em tới đây. Thì em cũng đã xem ở trên mạng, ở trên Facebook rồi các cái trang mạng online, thì thấy các ca sĩ về rất là nhiều. Và cũng muốn là hôm nay dẫn ba mẹ với là em gái đi một lần là coi ca sĩ. Và đặc biệt hôm nay có chị đi ba Mỹ Linh là ca sĩ yêu thích của ba em, nên là em nghĩ là em sẽ rất là enjoy cái buổi hôm nay. Mặc dù là trời cũng là hơi âm u nhưng mà không sao hết, em rất là hào hức, rất là vui ạ. Mình chỉ là một khách du lịch của Đà Lạt, nhưng mà rất may là khi mình đến đây thì có cái chương trình của ca sĩ Mỹ Linh, là một cái ca sĩ mà trước đây mình rất là thích nghe cái giọng hát này á, cho nên như là gia đình mua vé để mà vào được xem ca sĩ Mỹ Linh hát. Dạ, em mong đợi nhất là ngoài em mong đợi nhất là những cái bài hát mà bất hủ của chị Mỹ Linh. Em chỉ mong là ba mẹ xem xong cái buổi này thì thấy vui hơn, vì đây là lần đầu tiên là cả nhà được xem ca sĩ trực tiếp như thế này ạ. Mình hy vọng là mình sẽ nghe lại được những cái bài hát mà trước đây Mỹ Linh hát rất là nổi tiếng và mình thích.
còn 2 phút nữa là Mỹ Linh sẽ bước ra sân khấu để cùng với ban nhạc anh em diễn ở tại cái đêm nhạc tên là Trên đỉnh Phú Vân ngày hôm nay ở tại Đà Lạt. Không may cho Mỹ Linh là trước đây khoảng 10 ngày thì Linh bị mắc Covid ở tại Mỹ. Thế nên là bây giờ là còn đang bị hậu Covid. Nên là hôm nay hát mà hơi lo. Tại vì là Linh bị hậu Covid thì nó bị cứ bị đờm ở mũi á. Nên là mình sử dụng cổ họng nó sẽ khó hơn mọi khi. Mọi khi mình chỉ cứ tự thoải mái hát theo cảm xúc của mình. Như hôm nay thì mình sẽ phải nghĩ nhiều đến hơi với cả đến cái phần phát âm làm sao cho nó chính xác, không bị lạc đến nốt khác. Mọi người chúc cho Linh may mắn đi. Hà Nội ta nhớ, Hà Nội ơi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Start and over before it's over.